BBN xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Em lại đang có mặt nhà anh Nam để quay một cho bác một tác phẩm nghệ thuật. Không phải là tác phẩm ngay vàng mà cũng phải là tác phẩm tỷ hưu của anh nhé. Một tác phẩm được rất nhiều người mong chờ và đang săn lùng. Một tác phẩm phải nói là lỗi chị điên ra đi ở đường còn nhảy vào ăn trộm của nhà người ta. Hai vợ chồng cũng đi ăn trộm người ta. Một cái cây gọi là tầm này gọi là quý hơn cả xưa các bác nhé. Vâng, nói đến đây thì chắc các bác cũng biết là một cây gì rồi. Một cây đó là một cây hoa giấy. Một cây hoa giấy. Đây, em sẽ quay cho các bác một cây hoa giấy. Nó đặc biệt ở chỗ là một cây hoa giấy cổ thụ. Rất là già các bác nhé. Siêu cổ đây, một cây to như thế này để các bác tìm quá là hiếm các bác nhé. Cây hoa giấy đây các bác này, thấy đang ra hoa chứ. Đấy, siêu to khổng lồ, cao phải 4 mét các bác nhé. Hiện tại bây giờ hoa giấy rất nhiều người đang săn lùng và cũng xảy ra rất nhiều vụ trộm hoa giấy từ cây bé đến cây to, trồng trong nhà hoặc trồng ngoài vườn, nó nói là ngoài công viên, nhiều người cũng đã chặt và ăn trộm những cây hoa giấy mang về trồng. Đây phía bên trong các nhá, em quay các bác trong đấy, các bác nhìn không, một cây hoa giấy bên trong quá già. Bên trong này nó không có ánh sáng lọt vào mấy nên hơi tối quá nhé. Nhưng vẫn quay cho các bác xem đấy. Các bác nhìn gốc hoa giấy siêu kinh điển. Đó, một cây hoa giấy. Nó đã bị mục giữa các bác nhá, rỗng trong. Hàn rỗng trong các bác nhìn. Thành một cái hốc. Và có những cái rễ đây các bác này, các bác nhìn thấy một cái rễ ăn từ trên đi xuống. Đấy, ăn vào trong bản thân của cây rễ, cây chính các bác nhá. Một cây hoa giấy siêu to khổng lồ. Cổ. Quá cổ các bác. Rất nhiều người đang săn lùng những cây hoa giấy như thế này. Đây bên trong là đây là cây hoa giấy của thầy Tuấn các bác nhá. Thầy đã chống những cái cột để nó sợ nó đổ. Tại vì cây khá là to. Nó nặng. Tầm mày đang ra hoa các bác ạ. Rất đẹp. Siêu to khổng lồ. Cây đã tạo một cái thế ô buông xuống. Một cây hoa giấy và khói là quá cổ, siêu to khổng lồ, thân già u cục, nũa rỗng ở trong. Tiếc rằng trồng cây được trồng ở dưới nền đất, thầy không cho lên chậu. Cây hoa giấy như này
vành khoảng một người ôm, hơn một người ôm thôi nhé. Già rỗng từ dưới gốc lên trên. Các bạn nhìn thấy rỗng chưa? Rỗng xiên. Đấy. Rỗng. Đục thân. Đi xuống dưới. Một tác phẩm rất nhiều người muốn sở hữu này. Hoa giấy siêu kinh điển. Đó. Em phải đi xa rồi mới quay được tổng thể của cây các bác nhá. Đấy. Cây hoa giấy. Siêu to khổng lồ. Cao trên 4 mét. Thân quá già, đồ sộ. Và bên trong đây là cây cảnh nghệ thuật của anh Nam, anh đang ươm. Không biết anh sẽ cho ra đời một tác phẩm gì đây, nhưng mà đang chắc là mới kỳ đá các bạn, đúng không? Mới kỳ đá. Mới kỳ đá nên là anh mới bó bầu để cho dễ nó ra và nuôi sống. Sẽ hứa hẹn một tác phẩm đẹp của anh Nam Lê. Trồng trên một cái hàng khá là to. Phía trong thì rất nhiều những phôi anh đang làm các nhé. Cái phôi anh đang làm. Đây có một cây mít. Cây mít uốn lượn rất đẹp. Cây mít. Anh mới sở hữu tác phẩm này. Để sở hữu những tác phẩm mít thì ít nhà vườn có nhé. Ít người có cây mít đẹp. Cây mít uốn lượn. Từ trên xuống dưới, vặn xoắn rất đẹp. Cây vẫn đang trong quá trình làm, chưa được hoàn thiện các bạn. Cũng tương đối. Khi nào có quả nữa thì cũng rất là đẹp. Đây, bên này là những cái phôi của anh. Phôi xanh. Rất nhiều phôi xanh đây. Anh sở hữu rất nhiều những phôi xanh quý các bạn nhé. Phôi xanh già u cục. Đó, phôi xanh anh đang làm. Bên này có một tác phẩm si cũng đang làm các nhá, tràn chậu. Phẩm si tràn chậu rất đẹp.
Bên này một tác phẩm xanh anh cũng đang làm. Không tưới bằng vòi bác, mà xách từng ấy bác, từng xô. Ý, một tác phẩm xanh dáng huyền anh mới làm, cũng tác phẩm này cũng hứa hẹn trong năm tới là cũng xong đấy bác nhỉ. Đang có bông tay bông rồi, giờ đang tạo răm nữa, phóng ra khá đẹp. Bông tay đầy đủ, uốn lượn gấp khúc rất đẹp. Tác phẩm xanh dáng huyền, bên này rất nhiều những phôi anh đang làm. Phôi xanh kỳ đá quá nhá. Tiếc nó ngược sáng nên nó tối. Bên này nữa. Phôi xanh tràn chậu. Tràn chậu coi nhá. Quá già. Siêu già, siêu khủng. Phôi này, rất nhiều phôi. Rất nhiều ạ. Và video này xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào thích like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha. Chào các bác nha.